Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Việt. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như quốc tế. Những tin nóng bỏng 24 giờ qua, còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Theo đài quan sát khí tượng Trung Quốc, cơn bão số 2 đã đổ bộ vào bờ biển tỉnh Hải Nam vào khoảng 3 giờ 30 sáng ngày thứ Tư. Vào lúc 5 giờ, vị trí tâm bão nằm ở thành phố Hải Khẩu. Giá trị khí áp nhỏ nhất tại tâm bão là 970 HPA. Dự báo cơn bão sẽ di chuyển về phía Bắc với tốc độ từ 20 đến 25 km/h. Cường độ sẽ giảm dần, sau đó chuyển dần sang hướng Đông Bắc, đi qua khu vực Bắc Trung Bộ, tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang và Nam Trung Bộ, tỉnh Giang Tô. Đài quan sát khí tượng Trung Quốc đã phát tín hiệu cảnh báo bão màu cam đối với cơn bão số 2, khu vực phía đông thành phố Lệ Thủy thuộc tỉnh Chiết Giang. Nam Trung Bộ và Đài Châu và hầu hết thành phố Hải Nam đã bị bão. Lũ tấn công tại khu vực Lệ Thủy, Chu Sơn, Thiệu Hưng, Kim Hoa đã có xuất hiện những cơn mưa lớn. Lượng mưa ở thôn Mới Đầu, thị trấn Long Tây, thành phố Nhạc Thanh lên đến 207,3 mm. Lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc vẫn chưa đi qua thì nay một cơn bão lại ập đến. Vào sáng sớm ngày thứ Tư, cơn bão số 2 đổ bộ vào đảo Hải Nam, mang theo mưa to và gió lớn, gần 400.000 người dân ở Hải Nam đã được sơ tán. Cơn bão cũng đã ảnh hưởng đến Giang Tây, An Huy và các tỉnh khác, mang tới những cơn mưa và trận lũ lụt dữ dội hơn. Theo một thống kê sơ bộ, cho đến sáng ngày hôm nay đã có 30 người chết và mất tích, còn thiệt hại về vật chất vô cùng to lớn và con số vẫn không ngừng gia tăng. Vào khoảng 11 giờ tối ngày thứ Ba, sức gió tối đa cực khủng lên đến 219 km/h. Siêu bão đã đổ bộ gây ra gió cực mạnh cùng mưa bão lớn tầm tã, khiến nhiều khu vực ở các tỉnh thành trên có nhiều phương tiện bị ngập sâu, có nơi lên đến 6 mét. Theo Xinhua, đây là cơn bão thứ hai và cũng là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ Trung Quốc. Hiện Trung Quốc đã điều động các đội cứu hộ cứu nạn cùng các phương tiện chuyên dụng đã được huy động tối đa làm việc 24 trên 24 giờ để giải cứu người bị mắc kẹt do mưa bão. Giới chức Trung Quốc cho hay có khoảng 1,9 triệu người tại các tỉnh thành kể trên đã bị ảnh hưởng do mưa bão, trong đó có hơn 100.000 triệu người phải sơ tán. Tính đến sáng ngày hôm nay đã có hơn 138 người chết và mất tích, và đến nay con số vẫn không ngừng gia tăng. Cơn bão đã gây ra các vụ sập nhà và lở đất. Ngoài ra, cơn bão số 2 cũng mang đến những cơn gió mạnh ở thị trấn Liễu Thị thuộc thành phố Nhạc Thanh đo được. Trận gió có vận tốc là 52,1 m/s, tương đương với gió cấp 16. Ngoài ra còn có gió giật cấp 15 ở đảo Thanh Sơn thuộc thị trấn Viên Giáp, huyện Đồng Đầu ở thôn Kỳ Đầu thuộc thị trấn Liệu Thị tại các thành phố Nhạc Thanh. Chính quyền tỉnh Chiết Giang hiện đã sơ tán hơn 380.000 người và dự kiến bão số 2 sẽ tiếp tục đi về phía Bắc, gây ảnh hưởng đến tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang, An Huy và những nơi khác. Đài quan sát khí tượng Trung Quốc dự đoán trong khoảng thời gian 3 ngày sẽ có mưa lớn ở phía đông nam tỉnh Giang Tô và phía đông của tỉnh Hồ Bắc, trong khi đó sẽ có mưa to dữ dội ở Thượng Hải và đông bắc Chiết Giang. Gần đây, các tỉnh An Huy, Chiết Giang, Giang Tô, thành phố Thượng Hải và nhiều khu vực khác vừa bị lũ lụt, cộng thêm cơn bão lần này tấn công khiến lượng nước tích tụ cho các khu vực này lại càng tăng cao. Mưa lớn và lũ lụt ảnh hưởng đến khoảng 28 triệu người ở Trung Quốc, tàn phá một phần lớn đất nước và gây thiệt hại kinh tế ước tính vào khoảng 6,9 tỷ nhân dân tệ. Theo các nhà quan sát cho biết, tổng cộng Trung Quốc có 31 tỉnh và thành phố thì đã có tới 16 tỉnh thành phố bị nhấn chìm trong nước lũ. Những ngôi nhà xây cao từ 5-7 tầng bây giờ cũng chỉ còn một tầng trên cùng là không bị ngập. Theo một thống kê mới nhất gần đây cho thấy, hàng ngàn ô tô cũng bị lũ cuốn trôi, có tới 135 triệu người dân của Trung Quốc đã phải sơ tán khẩn cấp, 4.578 ngôi nhà đã bị bung và tốc mái, 8.247 căn nhà bị lũ cuốn trôi, 25.149 nhà bị hư hỏng nặng, 3 tuyến đê bao bị vỡ, hàng ngàn hecta nuôi cá bị cuốn trôi, đường xá, cầu cống bị nhấn chìm. Các khu di tích lịch sử, khu du lịch nổi tiếng cũng đã bị nhấn chìm trong nước lũ và toàn bộ cây trái hoa màu bị mất trắng, thiệt hại lên tới 950 tỷ nhân dân tệ. Thiên tai nhân họa vẫn chưa dừng lại ở đó, khi vào ngày hôm qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã bất ngờ nói lời cay đắng đối với cả hơn 30.000 con đập, khi áp chỉ rằng các con đập già nua, xuống cấp của Trung Quốc sẽ có nguy cơ bị vỡ lên đến 89%. Truyền thông Trung Quốc cho rằng cơn bão số 2 đổ bộ khiến lũ quét từ thượng nguồn sông Tương Tử liên tục đổ về trong những ngày gần đây và khả năng cao các con đập có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. Nếu cơn bão số 2 đổ bộ thẳng vào con đập lớn nhất là con đập Tam Hiệp thì Vũ Hán thuộc phủ tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ từ cấp 3 lên cấp 2. Khi mưa lớn tiếp diễn và lũ lụt tăng cao, mưa bão và lũ lụt trong lưu vực sông Tô Tử ở Trung Quốc vẫn đang tiếp tục kéo dài. Cục Tài nguyên nước thành phố Vũ Hán cho biết, từ 6 giờ 30 ngày hôm nay, cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ đã nâng từ cấp 3 lên cấp 2 và yêu cầu tất cả các đơn vị liên quan phải nỗ lực hết sức trong công tác phòng chống và cứu trợ thiên tai. Trước đó cũng có thông báo chính thức rằng, từ 5 giờ sáng ngày hôm qua, cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ tại Vũ Hán sẽ nâng từ cấp 4 lên cấp 3 và cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ tăng từ cấp 3 lên cấp 2. Người dân nơi đây đang sống tại những ngày tháng kinh hoàng của trận lũ lịch sử năm 1998. Tại thời điểm này, thành phố này trở nên bi thảm hơn khi mà đây cũng chính là nơi xuất phát của dịch corona đầu tiên.
Trong những tuần vừa qua, dịch đã tái bùng phát trở lại, làm cho hàng triệu người phải đi xét nghiệm cưỡng chế tiêm chủng virus. Mưa lớn trút xuống thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc trong vài ngày qua và lượng mưa tối đa vượt 275 mm. Từ sáng ngày hôm qua đến sáng ngày hôm nay, nhiều đoạn đường bị ngập và mực nước vượt mức cảnh báo tại một số nơi. Đến 4 giờ sáng ngày hôm nay, mực nước của trạm Hán Khẩu trên sông Dương Tử là 29,79 m, cao hơn 1,79 m so với mức phòng lũ. Mực nước tại trạm tăng cao trên sông Hàn Giang là 27,51 m và với mức cảnh báo là 0,01 m. Theo dự báo và của bộ phận khí tượng thủy văn, ở Vũ Hán sẽ có mưa lớn, mực nước của sông Trường Giang, Hàn Giang, các con sông nhỏ và vừa sẽ tiếp tục tăng. Tình hình phòng chống lũ lụt sẽ rất nghiêm trọng, mưa lớn được dự báo sẽ tiếp diễn trong những ngày tới. Tình hình cơ quan kiểm soát lũ và cứu trợ hạn hán thông báo mức ứng phó khẩn cấp lên cấp 2, mức cao thứ 2 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp cấp lũ lụt cấp 4 của Trung Quốc. Trước đó, kênh truyền thông CCTV đã đưa tin rằng vào sáng sớm qua, toàn bộ thành phố Vũ Hán đã bị mưa bão lớn tấn công, với lượng mưa đối ta là 275 mm trong 24 giờ tại ga Ô Long ở quận Giang Hạ lên tới 393,6 mm. Cộng với việc tam hiệp toàn lực xả lũ khi mực nước ở hạ lưu sông Thương Tử tăng vọt, mực nước trên sông Thương Tử tại Vũ Hán đã vượt mức nước cảnh báo thêm 1,6 m, toàn bộ thành phố tại một lần nữa chìm trong nước. Vũ Hán là nơi COVID-19 khởi phát cuối năm 2019 và là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch ở Trung Quốc. Lũ lụt diễn ra sau dịch khiến thế giới rất lo ngại. Vấn đề khắc phục kinh tế tại thủ phủ tỉnh Hồ Bắc sẽ càng thêm khó khăn. Mưa lớn đã tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc, ảnh hưởng đến hàng triệu người và thiệt hại nặng nề về kinh tế. Một số tỉnh gồm Hồ Bắc, An Huy và Hồ Nam vào hôm ngày hôm nay đã nâng mức ứng phó lũ lụt vì mưa lớn sẽ tiếp tục. Mực nước ở các sông hồ địa phương tiếp tục nâng cao. Cơ quan khí tượng tỉnh An Huy dự báo lũ quét có thể tàn phá nặng nề tại các thành phố thị trấn như Hoàng Sơn, Trì Châu, Đồng Lăng, An Khánh. Giới chức địa phương đã đưa ra thông tin cảnh báo sớm sơ tán người dân để tránh bị thiệt hại bởi lũ quét. Trong khi đó, tỉnh Hồ Bắc đã chứng kiến lượng mưa lớn kể từ đầu tháng, với lượng mưa trung bình toàn tỉnh là 387,3 mm. Mực nước tại một số trạm thủy văn dọc theo sông Trường Giang đã vượt hoặc gần mức cảnh báo, và mực nước tại 105 hồ chứa lớn nhất ở Hồ Bắc đã cao hơn mức cảnh báo. Miền Nam Trung Quốc vẫn đang tiếp tục có mưa lớn trong lúc thành phố Nghi Sơn, tỉnh Hồ Bắc đang xảy ra thảm họa lũ lụt. Cũng vào ngày hôm qua, một thành phố khác giáp đập Tam Hiệp có tỉnh Hồ Bắc lại xuất hiện vòi rồng. Trong cùng ngày, Thượng Hải cũng xuất hiện dị tượng khi đang ở thời điểm ban ngày nhưng thấy trời mưa tối sầm, mưa lớn không ngừng. Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc cũng xuất hiện vòi rồng. Gần đây, thời tiết tại Trung Quốc đại lục lại vô cùng bất thường, xuất hiện nhiều trận mưa to, gió lớn và thảm họa lũ lụt. Thành phố Nghi Sơn, tỉnh Hồ Bắc hôm vừa qua xảy ra mưa lớn khiến giao thông bị gián đoạn. Trong cùng ngày, tại thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc xuất hiện vòi rồng. Khoảng 7 giờ tối, đoạn đường gần thôn sông Tiền bị vòi rồng tấn công, hàng chục cây to ven đường bị bật gốc, nhiều nhà bị tốc mái, mái tôn bị thổi rơi xuống đất và biến dạng, hiện trường thành một khung cảnh hỗn độn. Một số cơ sở nông trại gần đó và xe cộ cũng bị hư hại, tạm thời chưa có báo cáo về thương vong. Khi vòi rồng tấn công, bầu trời trong chốc lát biến thành âm u, mưa to gió lớn phá hủy dây điện, cây chập điện, gió lớn cũng thổi đổ lều lán, cây cối, biển chỉ đường, lượng lớn đồ vật bị cuốn trên bầu trời, có một số xe cộ bị hư hại. Hiện tại, dưới tiêu đề vòi rồng ở Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc trên Weibo đã thu hút được 740.000 người xem theo dõi và bình luận. Cư dân mạng liên tiếp bình luận năm nay làm sao thế, một năm nhiều tai nhiều nạn. Đây cũng là thiên tai thật sự quá đáng sợ. Trước đó, khu vực Nữ Mông Cổ cũng xuất hiện vòi rồng khổng lồ. Kể từ khi bắt đầu được đề xuất vào những năm 1950, đập Tam Hiệp, dự án thủy điện lớn nhất thế giới, đã gây tranh cãi ở Trung Quốc và giờ đây đang đặt ra yêu cầu phải thanh tra các vết rạn nứt và những thiệt hại đến môi trường của nó. Mưa lớn đang hoành hành trên một nửa đất nước Trung Quốc khiến một số chuyên gia thủy văn cảnh báo rằng nó đang gây áp lực gia tăng lên con đập Tam Hiệp, có thể vỡ và đe dọa hàng triệu người sinh sống gần đó. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, từ đầu tháng, mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng ảnh hưởng đến cuộc sống của ít nhất 11,2 triệu người ở 36 tỉnh thành trên khắp miền Trung và miền Nam Trung Quốc. Hơn 9.300 ngôi nhà đã bị phá hủy và 171.000 ngôi nhà khác đã bị tổn hại nặng. Thiệt hại tài chính đã vượt qua 24,1 tỷ nhân dân tệ, tức 3,4 tỷ USD. Vừa qua tại Thượng Hải, chính quyền liên tiếp phát cảnh báo sấm sét màu vàng, cảnh báo mưa lớn màu xanh lam, cảnh báo gió lớn màu vàng đến 1 giờ chiều cùng ngày. Trời đột nhiên tối sầm, sau đó mưa lớn ở Thượng Hải yếu đi thấy rõ. Đến 3 giờ chiều cùng ngày, chính quyền gỡ cảnh báo mưa lớn màu xanh lam, nhưng dự báo từ tối nay cho đến sáng ngày hôm sau sẽ lại xuất hiện mưa lớn. Theo tìm hiểu, từ khi Thượng Hải bước vào thời kỳ lũ định kỳ, trong tháng này đã xuất hiện 4 đợt mưa lớn, lượng mưa trung bình nhiều hơn thấy rõ so với các năm, khu vực thành phố phổ biến gấp 3 lần. Trong tương lai sẽ tiếp tục có mưa dầm, tình hình lũ trung và thượng lưu Trường Giang tiếp tục diễn biến xấu. Điều đáng chú ý là hiện tại thảm họa do mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn. Bộ Thủy lợi Trung Quốc dự tính trong 3 ngày tới nhiều tỉnh thành miền Nam vẫn sẽ có mưa lớn, cảnh báo cần nâng thêm một cấp. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc từ lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng. 13 con sông ở các nơi như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quảng Tây có mực nước lũ trên mức cảnh báo. Dự tính trong thời gian từ 6 giờ sáng ngày mai đến 6 giờ sáng ngày kia, vùng Đông Bộ tỉnh Quý Châu, Bắc Bộ tỉnh Hồ Nam, Đông Bộ tỉnh Hồ Bắc, Đông Nam Bộ tỉnh Hà Nam, phần lớn tỉnh An Huy, tỉnh Giang Tô và Thượng Hải sẽ có mưa lớn, trong đó Đông Bộ tỉnh An Huy, Trung Nam Bộ tỉnh Chiết Giang,
của Giang Tô có mưa rất lớn, lượng mưa từ 100-200mm. Một số khu vực nói trên kèm theo mưa nặng hạt, lượng mưa lớn từ 130-250mm mỗi giờ, có nơi trên 370mm. Trong website của Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng cho hay, từ 6 giờ sáng ngày hôm nay cho đến 6 giờ sáng ngày mai, một số nơi thuộc khu vực Hoàng Hải, Giang Hoài, Giang Nam, Tây Nam vẫn có mưa lớn rất lớn. Bộ phận lưu vực các sông Trường Giang, sông Hoài, Thái Hồ, Châu Giang sẽ xuất hiện mực nước dâng cao. Thượng nguồn Thái Hồ, sông Hoài có khả năng xảy ra lũ vượt mức cảnh báo. Sông vừa và nhỏ, một số khu vực xuất hiện mưa lớn có thể xảy ra lũ tương đối lớn. Trước đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc từng công bố miền Nam Trung Quốc từ tháng 12 đến nay đã trải qua 5 đợt mưa lớn. Tính đến ngày thứ tư vừa qua, toàn Trung Quốc có 26 tỉnh thành lâm vào cảnh khó khăn do thảm họa mưa lũ, hơn 10.000 người bị ảnh hưởng. Mưa lũ đã xảy ra nhiều tháng nay ở Trung Quốc và tập trung nhiều các tỉnh miền Trung và miền Nam nước này. Và những ngày qua, ngay sau khi người dân Trung Quốc đồn đoán về những dị tượng xuất hiện ở đập Tam Hiệp và rừng núi Vũ Hán, một trận động đất kép đã xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên chỉ trong vòng 3 phút đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng. Những thảm họa liên tiếp xảy ra sau đó đã khiến cho người dân nước này hoang mang tột độ. Khi hai trận vỡ đê thuộc tỉnh Sơn Tây và tỉnh Giang Nam xảy ra, khiến cho 2-3 ngàn người dân của Trung Quốc khác bị cuốn trôi, hai con sông nổi tiếng nuôi sống người dân Trung Quốc hàng ngàn đời nay là sông Hoàng Hà và sông Thương Tử giờ đây trở thành cơn ác mộng của người Trung Hoa. Nhiều người dân Trung Quốc bây giờ sống theo thói quen của những người tù nhân tử tù, khi họ chọn giải pháp ngày ngủ đêm thức để canh phòng nước lũ ập về vào ban đêm. Bóng đêm chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với họ. Vì vỡ đê vào ban đêm trong lúc sáng đang ngủ ở thời điểm nguy hiểm nhất, nhiều gia đình phải sắm những chiếc xuồng nhỏ buộc sẵn lốp cao su, vài ba lớp xung quanh mạn xuồng để nếu nước trận lũ tràn về họ có thể tự cứu sống mình bằng chiếc xuồng nhỏ đó. Tất nhiên, biện pháp đó chỉ hữu hiệu khi nước lũ còn nhỏ, còn chuyện vỡ đê như ở Sơn Tây chìm đắm được một huyện thành thì chỉ có ông trời mới cứu thoát. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!